Vâng, em Thảo rất vui để gặp lại các bác ở một cái video ngắn hôm nay. Chúc các bác một buổi tối vui vẻ nhé. Hôm nay thì nhà em mới về cái dụng cụ đó là kéo tay gỗ. Một cái dụng cụ kéo rất chi là chắc khỏe, dòng kéo thép đúc. Em sẽ chi tiết luôn về cái mẫu kéo để các bác nhà mình mà đang tham khảo thì sẽ xem thật chi tiết là cái mẫu kéo này. Đây là một cái mẫu kéo thép đúc trắng hàng Taiwan. Đấy. Cái kéo thép đúc này nhá, thì trong thời gian bán và gửi thì rất nhiều bác yêu cầu là cái tay của nó không trơn trượt. Ví dụ như đọc cái tay đúc này thì rất nhiều bác là lo là trơn trượt. Thì với cái mẫu kéo hôm nay thì em sẽ đổi sang dòng tay lẹp gỗ, cực kỳ là chắc khỏe, cầm bắt tay. Đấy, cầm rất chỉ là bắt tay nhá. Và đặc biệt thì khi cái tay gỗ của nó thì nó chỉ là lẹp hai bên thôi nha các bác nhá. Ở giữa của nó vẫn là thép đúc nguyên khối này, vô cùng là chắc và khỏe. Cái mẫu này thì rất nhiều bác là mong muốn nào muốn mua một chiếc kéo tỉa nhưng mà cái độ khỏe của nó phải ngang như cây cắt. Thì cây này đang là một cái mẫu lý tưởng. Đấy, các bác quan tâm theo dõi thì một lúc mình sẽ nói giá luôn để các bác biết nhé. Cái này các bác sẽ mở chốt lẫy ở đây. Cái lò xo của nó rất chi là khỏe và mạnh nhá. Đấy. Em ấn vào cảm thấy nó rất chi là chắc. Cái này thì dùng cho các bác cắt tỉa cây kiểng này, cắt tỉa cây trong vườn này. Đấy. Dòng này thì đây nó đang là một cái mẫu cao cấp các bác ạ. Hàng Taiwan, hàng thép đúc trắng, nguyên khối, tay gỗ. Thì bên cơ sở em Thảo là bên dụng cụ chuyên cung cấp đồ làm bonsai, đồ làm cây cảnh. Thì với chiếc kéo này nó sẽ là hàng mới. Và lần đầu tiên em đăng tải thì cách đây một năm rồi mới có nhá. Và hiện tại thì bây giờ mới có trở lại. Thì các bác mà xem là video này mà đang quan tâm tới cái mẫu chắc khỏe nhất trong tất cả những cái dòng kéo tỉa, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em để ngay cạnh video đấy ạ. Em sẽ tư vấn và gửi tận nhà các bác. Bên cơ sở em Thảo thì hiện đang ở Bắc Giang. Số điện thoại của nhà em thì sẽ là số 0888 636 138. Với cái số điện thoại đó thì có Zalo, có cả Facebook. Các bác có thể kết bạn với em để xem tất cả những cái hình ảnh, những cái dụng cụ về đồ bonsai, đồ làm cây cảnh của bên cơ sở em Thảo em đăng tải như thế này. Đây là một cái dụng cụ thép đúc trắng trong nhá. Một cái mẫu kéo rất chi là chất lượng đấy ạ. Cái này thì đúng một năm rồi hôm nay mới có trở lại. Đấy, cái mẫu này thì em cũng nói luôn giá để các bác nhà mình khi mua nắm bắt được. Mẫu này thì đang sẽ là 250.000. Giá miễn phí ship tới tận nhà các bác nhá. Đấy, hàng vô cùng là chất lượng luôn. Thì với cái dụng cụ này thì bên cơ sở em Thảo còn có hàng nghìn sản phẩm khác nhau. Thì mỗi một ngày thì em sẽ đăng tải 1 đến 2 sản phẩm để các bác nhà mình xem và lựa chọn cho mình một cái dụng cụ thích hợp. Đấy, số điện thoại thì em cũng vừa nói đấy nhá. Số 0888 636 138 là số điện thoại chính để em tư vấn và gửi tất cả những cái sản phẩm khi các bác quan tâm và đặt hàng của bên cơ sở em. Đấy, và các bác quan tâm thì đừng quên nhấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông để xem được rất nhiều những cái sản phẩm khi em đăng tải như thế này. Đây là một cái dụng cụ tuyệt vời luôn, dành cho các bác làm cây bonsai. Các bác có thể làm quà tặng, làm cây kiểng, cắt tỉa cây cảnh to, cây cảnh bonsai, cây cảnh mini nhá. Hàng này đảm bảo thì chất lượng rồi. Đấy, thép đúc vô cùng là bén luôn, có tất cả những cái chế độ chống trượt nhá. Đấy, thì với cái video ngắn này em cũng xin kết thúc ở đây. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm tới nhiều sản phẩm của bên cơ sở em qua thời gian qua. Đấy, sản phẩm kéo đúc khỏe nhất trong tất cả các dòng. Cảm ơn các bác nhé. Hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau. Em sẽ gửi tới các bác những cái dụng cụ hay, những cái dụng cụ chất lượng nhất của bên cơ sở. Hẹn gặp lại các bác ạ.